đến với kênh tin tức Sao Việt. Hà Đa rất hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ có những giây phút thật sự thư giãn và thoải mái cùng với chúng tôi. Và quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin nóng hổi nhất hàng ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị hãy cùng đến với những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Harry Won tham tiền, vừa từ Mỹ về Việt Nam đã bị Trấn Thành lừa một vố không thể tin nổi. Tôi giận ơi là giận. Mới dí cái đầu Harry xuống để nhìn bằng được dòng chữ Hàn Quốc "Harry ơi làm vợ anh nhé", Trấn Thành nói. Mới đây trên trang fanpage của MC Trấn Thành đăng tải một clip quay lại cảnh anh đang ngồi chia sẻ lại với Hồ Ngọc Hà về màn cầu hôn của mình tại một chương trình. Vụ cầu hôn của tôi với Harry Won rất tốn kém. Vụ cầu hôn của tôi với Harry Won rất tốn kém, hơn 100 triệu mà chưa có nhẫn hoa gì hết, chỉ là tiền set up thôi đấy. Chuyện này xuất phát từ buổi ăn tối của tôi với cô Trác Thúy Miêu trên một tòa nhà. Lúc đó tôi bảo với Trác Thúy Miêu, chắc tôi định cầu hôn bà Miêu ơi, bảy nghe xong rất phấn khích. Như kiểu hối tôi làm đám cưới đến nơi rồi, cuộc đời tôi làm gì cũng phải thú vị, nếu không thú vị tôi thà không làm đám cưới còn hơn. Tôi băn khoăn không biết phải làm gì cho thú vị, nên mới nhờ Trác Thúy Miêu, bảy có rất nhiều ý tưởng táo bạo. Bà Miêu vô tình ra view bên ngoài, thấy có cái hồ bơi nên chị xuống bảo tôi, xài cái hồ bơi đi Thành. Ông tưởng tượng một người phụ nữ ngồi trên cao như ở đây vô tình nhìn xuống hồ bơi mà thấy vài dòng chữ cầu hôn thì thế nào? Ý tưởng này của Trác Thúy Miêu rất thông minh, tôi cảm ơn bà ấy rồi bắt đầu đi vào thực hiện. Lúc tôi đến hỏi mượn hồ bơi thì người ta không hợp tác ngay từ ban đầu. Người ta bảo hồ bơi đấy còn có khách đang bơi nữa, thả đồ vào làm dơ bể bơi thì làm sao? Đã thế nếu tôi rải cánh hoa hồng mà gió nó lùa cái là tan hết ra ngay thì làm gì còn chữ nghĩa gì động lại trên đó. Nghĩ một lúc tôi mới quyết định thả một cục mút to trên bể bơi rồi cắm hoa hồng lên đó, như thế thì từ trên cao sẽ nhìn thấy. Tôi cắm thử trước rồi chạy lên lầu nhìn xuống, kết quả là nó nhỏ như hột mè, chẳng thấy cái gì hết. Tôi chưa cự mà đọc mãi không ra, tôi tức quá mới nói không phá sản bỏ, rồi tiếp tục lên sinh thượng nhìn xuống ngẫm nghĩ. Tôi giận ơi là giận, mới dí cái đầu Harry Won xuống để nhìn thẳng cho bằng được dòng chữ Hàn Quốc "Harry ơi làm vợ anh nhé". Lúc đó tôi thấy bên cạnh bể bơi có một khoảng trống rất to để bồn nước. Tôi quyết định chơi lớn, đặt một chữ to bằng nguyên một cái sân khấu làm bằng đèn LED, giá mấy chục triệu thắp sáng cả một bầu trời. Tôi dùng mối quan hệ của mình để xin người ta cho tôi đặt bảng đèn LED ở đó vài tiếng đồng hồ. Rồi tôi thuê luôn cái khách sạn đối diện để căng băng rôn thật dài, năn nỉ người quản lý rằng anh cho em làm đúng vài phút thôi, tôi sẽ đứng từ trên nóc khách sạn, thả vài miếng liễn có ghi chữ xuống. Đêm hôm đó cô ta mới ở Mỹ về, tôi liền giả vờ có một đạo diễn muốn mời cô đóng quảng cáo giá cách xê khủng, nhưng phải đến khách sạn ấy cách tiên ngay lập tức. Harry Won rất tham tiền, nghe xong đi liền để gặp đạo diễn, nhưng đâu có biết là gặp tôi. Tới lúc bước lên sân tòa nhà, Harry Won mới vỡ lẽ, à ông xin này mời ăn tối mà bày đặt xạo xạo. Harry Won vẫn chưa biết gì hết, tôi thấy thế mới giả vờ nắm tay dẫn em ra chỗ cửa sổ, ngó sang bên kia. Harry Won vừa ngó sang một cái là tôi búng tay hành động. Thế là bên dưới, sân chữ đèn LED nổi lên sáng rực cả một bầu trời, nhưng Harry Won lại không thèm nhìn xuống, cứ đứng ngó trời ngó máy bay. Tôi giận ơi là giận, mới dí cái đầu Harry Won xuống để nhìn bằng được dòng chữ Hàn Quốc "Harry ơi làm vợ anh nhé". Chưa dừng lại ở đó, tôi bắt ngước lên khách sạn để nhìn dòng chữ chạy theo banh rôn xuống là "Cấm em say no". Tiếp đến tôi rất may mắn khi được 20 vũ công nhảy đẹp nhất Việt Nam, đỡ tòa nhà để nhảy flanmod chúc mừng Harry Won, đó chính là cuộc cầu hôn của tôi.